tử vi về nhân tướng học xem nốt ruồi. Về những ai mà sinh con mà có ba nốt ruồi này thì đây là một trong những nốt ruồi cực hiếm. Cha mẹ chỉ việc ngồi không mà hưởng giàu sang phú quý suốt đời. Nếu mà ai sinh con ra mà thấy ba nốt ruồi này thì đảm bảo bố mẹ sẽ giàu sang phú quý, con cái sẽ hiếu thảo và trưởng thành bậc nhất. Về nốt ruồi hoặc là vết bớt có thể được dùng trong bói toán, mà vị trí kích thước của nó có thể nói về tướng số của một con người. Và theo trong nhân tướng học thì những nốt ruồi được xem là một trong những dấu hiệu tốt lành. Chúng cho thấy nhiều tiềm năng của một người được ẩn chứa trên một khuôn mặt. Nếu được phát hiện, những nốt ruồi có thể sử dụng như một lời nhắc nhở hoặc là một lời cảnh báo, giúp cho chúng ta hãy thận trọng hơn và nhằm bảo vệ mình khỏi những tác hại. Về nốt ruồi tốt, nó thường ẩn trong lông mày hoặc trong râu, tóc hoặc không dễ dàng nhìn thấy. Còn trên thực tế thì nốt ruồi ẩn là may mắn hơn so với nốt ruồi chúng ta nhìn thấy. Vậy nếu bé nhà bạn mà có những nốt ruồi ở vị trí sau đây thì đảm bảo không chỉ cuộc đời của chủ nhân được sung sướng mà cuộc đời của cha mẹ cũng được hưởng lây. Cùng điểm danh ba trong số những nốt ruồi trên cơ thể của con bạn, nó đem lại may mắn cho bố mẹ nhé. Thứ nhất là em bé có nốt ruồi trong lòng bàn chân. Theo nhân tướng học cho biết, về nốt ruồi mọc ở trong lòng bàn chân là một biểu tượng, nó tượng trưng cho sự phú quý và quý phái. Người này có cuộc sống sung túc và no đủ. Với những em bé mà có nốt ruồi này thì không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo và gạo tiền và nhà cửa. Khi sinh con ra, họ đã có một số mệnh giàu sang phú quý. Người này cực kỳ lắm tiền và nhiều của. Nếu mà trong lòng bàn chân của con bạn có nốt ruồi đen thì đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Nốt ruồi đen là nốt ruồi nó tượng trưng cho tài lộc và phú quý. Nốt ruồi trong lòng bàn chân càng to càng bóng càng chứng tỏ rằng khả năng về tài chính của chủ nhân là rất mạnh. Còn nếu nó là một nốt ruồi son thì đây là một dấu hiệu trường tồn, giàu sang. Bố mẹ, người thân của em bé có nốt ruồi này cũng có một cuộc sống cực kỳ vinh hoa và thịnh vượng. Thứ hai là nốt ruồi ở trong lông mày. Nốt ruồi ở vị trí này nó mang một ý nghĩa sung túc, bất kể là bé trai hay là bé gái. Khi mà có nốt ruồi này ở trong lông mày, đây là một điều vô cùng tốt. Nếu có nốt ruồi ở bên trái thì là tướng vượng phu ích tử. Đối với bé gái còn gọi là ngọc ẩn trong mây, tức là lông mày có châu báu. Điều kiện kinh tế của con bạn sau này vô cùng hậu vận, tiền tiêu không hết, hưởng lộc trời cho, may mắn cả đời. Không chỉ thế mà còn đem đến cho chồng con bố mẹ một nguồn tài lộc vô cùng dồi dào, ăn tiêu cả đời cũng không hết. Và thứ ba là người có nốt ruồi son ở trong lòng bàn tay. Đây là một vị trí ít khi xuất hiện nốt ruồi son, nhưng nó lại có một ý nghĩa đặc biệt vô cùng. Nếu em bé nào mà có nốt ruồi son trong lòng bàn tay thì có rất nhiều phú quý. Người này thường gặp may mắn về chuyện tài chính. Về hậu vận là luôn có khả năng sở hữu một khối tài sản kếch xù, sống sung túc, an nhàn mà không bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo và gạo tiền hàng ngày. Không những vậy mà người có nốt ruồi này còn có một năng lực quản lý trên con đường sự nghiệp rộng mở, có thể khiến cho cả họ được nhờ. Ngoài ra mà em bé có nốt ruồi trong lòng bàn tay này lại là màu đỏ thì sống rất hiếu thảo và yêu quý gia đình. Họ luôn luôn nỗ lực phấn đấu để gia đình có một cuộc sống sung túc, giàu sang và đầy đủ nhất. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về những phụ nữ mà có nốt ruồi mọc ở 4 vị trí này thì đảm bảo giúp chồng sớm thành đại gia. Và hãy cùng xem bạn có phải là một trong những người phụ nữ mà mang lại may mắn cho chồng con không nhé. Thứ nhất là người có nốt ruồi ở trong mắt. Với những người phụ nữ mà có nốt ruồi ở trong mắt thì theo nhân tướng học là người giàu cảm xúc và trung thủy.
Người này biết yêu thương và luôn bao dung độ lượng. Người này yêu ai thì yêu hết lòng, hết dạ và chung thủy với chồng, chăm sóc gia đình cực kỳ chu đáo và vẹn toàn. Thế nên đối với họ thì gia đình là trên hết. Họ sẽ dốc hết lòng hết sức vì con. Và đàn ông nào mà lấy được người phụ nữ này sẽ yên tâm về việc quán xuyến gia đình, yên tâm để họ làm tay hòm chìa khóa cho mình, tiết kiệm, biết cách tính toán, luôn thúc đẩy chồng tiến lên. Đó là điều mà người đàn ông không thể tìm được ở những người phụ nữ khác. Nhờ vậy mà sau khi kết hôn thì những người đàn ông thường là thăng tiến, giàu sang nhanh chóng và rất dễ có số làm đại gia. Thứ hai là người có nốt ruồi trên tai phải. Theo xem bói nốt ruồi thì người nào mà sở hữu một nốt ruồi trên tai phải là người có tướng phú quý. Đa phần là những người này thông minh, sáng suốt, giàu trí tiến thủ, luôn luôn chung thủy với người bên cạnh mình. Với nữ dưới mà có nốt ruồi này được coi là phúc tướng của chồng, luôn hỗ trợ và giúp đỡ chồng thăng quan, yên tâm làm việc. Và ai lấy được vợ có nốt ruồi này thì chắc chắn sự nghiệp không ngừng thăng tiến, tiền bạc đầy nhà, giàu sang khiến cho thiên hạ phải ghen tị. Thứ ba là người có nốt ruồi ở bên cánh mũi. Một trong những nốt ruồi vượng phu ích tử phải kể đến là nốt ruồi ở bên cánh mũi. Người này ăn nói rõng rạc, bao dung và độ lượng, rất giỏi ngoại giao và có nhiều mối quan hệ tốt. Và nhờ các mối quan hệ này thì họ đã giúp ích rất nhiều cho chồng về sau này. Người này rất thông minh và giỏi quản lý về tiền bạc và còn mang tiền đó ra làm vốn kinh doanh, kiếm lời vô số. Và những đàn ông cũng phải nể trọng gia đình êm ấm, đó là mục tiêu cuộc sống của họ. Nên dù họ có bận rộn đến đâu cũng không bao giờ quên chăm sóc về chồng con. Thứ tư là người có nốt ruồi bên cằm trái. Theo nhân tướng học cho biết thì nếu ai mà sở hữu nốt ruồi này thì là người phụ nữ đừng bao giờ xóa đi. Bởi đó không những là nốt ruồi mang lại phú quý cho bạn mà nó còn là một trong những nốt ruồi khiến cho bạn trở thành quý nhân của chồng bạn đó. Người này một là sinh ra đã có số hưởng và ngậm thìa vàng. Hai là người này cực kỳ thông minh và tài giỏi, có một tố chất lãnh đạo, làm quan đi đâu cũng được người khác nể trọng, về nhà thì được chồng yêu chiều và bạn luôn giúp chồng vạch ra những kế hoạch tốt, khẳng định được vị trí của chồng cũng như là giúp chồng thăng quan tiến chức. Có bạn chính là quý nhân của chồng bạn đó. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 3 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những phụ nữ nào mà có nốt ruồi son ở những vị trí báo hiệu dưới đây thì cuộc sống của họ luôn sung túc và được chồng chiều chuộng hết mực. Với những nốt ruồi màu đỏ hoặc là màu hồng được gọi là nốt ruồi son, theo nhân tướng học cho rằng với những người mà sở hữu những nốt ruồi son thì đa số đều là mệnh phú quý, giàu sang và luôn có quý nhân phù trợ. Với nốt ruồi son ở trong lòng bàn tay thì theo nhân tướng học, với nốt ruồi son trong lòng bàn tay được gọi là trưởng thượng minh châu, nó tượng trưng cho viên ngọc được nắm trong tay và đây là một trong những tướng tốt. Với ai sở hữu nét tướng này thì thường là người rất khéo léo, dù là người làm công ăn lương hay là tự đứng ra làm kinh doanh thì đều được hưởng một lộc trời ban, có của ăn và của để. Thứ hai là người có nốt ruồi son ở trên ngón tay. Đây cũng là một trong những nét tướng của người sướng từ trong trứng nước, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Và người này luôn có gia đình hậu thuẫn, không bao giờ phải lo vất vả và cực nhọc. Sự nghiệp của những người có nốt ruồi son trên ngón tay cũng vô cùng hanh thông, được nhiều người hỗ trợ nên rất dễ dàng vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Thứ ba là người có nốt ruồi son ở trên ngực. Với những người mà có nốt ruồi son ở trên ngực là người có đường tình duyên hạnh phúc vô cùng viên mãn. Với phụ nữ mà có nốt ruồi son như vậy thì là người có tướng rất tốt lành. Theo nhân tướng học cho rằng đây là một
trong những dấu hiệu của người sớm sinh con quý tử và có cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Về thứ tư là người có nốt ruồi son ở trên môi. Với những người mà có nốt ruồi son ở trên môi thì được nhận định là người có tính tình dịu dàng, biết ăn nói, thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đây là cũng được, và đây là người hoạt bát tinh tế trong giao tiếp. Khi từ nhỏ họ đã biết tự lập, ít dựa dẫm vào gia đình, và trong công việc thì họ luôn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp, cộng với sự ứng biến nhanh nhạy trong mọi tình huống. Và người này thì thường nắm bắt và được chức vụ cao, vì vậy đường công danh của họ luôn rộng mở. Về thứ năm là người có nốt ruồi son ở bụng. Đây là một trong những kiểu người có đường tài lộc cực đẹp, công danh phát triển và có địa vị rất lớn trong xã hội. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.